Anh Huy có cái sự yêu thích về món ăn. Anh Huy không có kỹ năng và đôi khi tình yêu không là chưa đủ. Anh Huy thì chỉ dừng lại ở mức là anh yêu thích và anh thể hiện cái những cái món ăn như con người của anh. Rất mộc mạc, rất đơn sơ, có những thứ mình có thể quý giá, quý trọng được, nhưng mà như vậy là chưa đủ tâm. Biết ngày hôm nay anh rời cuộc thi, cuộc chơi thì tôi cũng rất là buồn, nhưng mà đấy là một cuộc thi mà phải có kẻ thắng người thua. Anh Quang Huy khi ra về là một điều tiếc nuối trong lòng của tất cả mọi người, một sự tiếc nuối dành cho người xem, một sự tiếc nuối dành cho những thí sinh khác, và một sự tiếc nuối có thể rõ ràng nhận thấy đó là dành cho ban giám khảo. Vô càng nhiều vòng thì mọi người cũng thấy là ảnh là một người rất là nghĩa hiệp, sống vì tình cảm và rất là chăm chỉ trong cái công việc và rất là nỗ lực. Mọi người đều yêu quý cái tính cách của ảnh. Mọi người sẽ rất là nhớ ảnh khi ảnh đi.